Ôi trời ơi. Xin chào anh em đã quay trở lại với Max Skill. Và đến với video chém gió ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái nhìn nhanh gọn về những chiếc điện thoại Galaxy S của nhà Samsung. Với thế hệ Galaxy S22 mới nhất vừa ra mắt đã chứng kiến một hành trình dài của dòng điện thoại này. Galaxy S22 cũng đánh dấu lần đầu tiên sáp nhập dòng Galaxy Note để trở thành thế hệ flagship chủ lực duy nhất của Samsung kể từ thời điểm bây giờ. Và dĩ nhiên giá bán của những chiếc máy này cũng sẽ thay đổi theo chiều hướng tăng lên so với năm ngoái. Tuy nhiên giá của dòng Galaxy S không phải lúc nào cũng tăng khi ra mắt phiên bản mới. Có thời điểm giá thế hệ mới còn thấp hơn thế hệ cũ. Nhìn vào những chiếc điện thoại nghìn đô ngày nay, bạn có thể nghĩ rằng giá của những chiếc flagship như Samsung Galaxy S luôn tăng lên hàng năm. Tuy nhiên không hẳn như vậy, có một vài năm mà giá Galaxy S thực sự giảm. Chúng ta sẽ kiểm tra giá của dòng Galaxy S ngay từ phiên bản đầu tiên. Ngay sau đây, Maxkill sẽ cung cấp cho anh em danh sách mọi điện thoại Galaxy S chủ yếu, trừ các bảng Mini, Lite, FE và Active, vân vân, và giá bán ban đầu của chúng tại thị trường trọng điểm là Mỹ, cùng với một biểu đồ cung cấp cái nhìn ngắn gọn về mức giá đã thay đổi như thế nào theo thời gian. Đầu tiên là bắt đầu với chiếc Samsung Galaxy S1. Chiếc Samsung Galaxy S ban đầu có nhiều tên gọi khác nhau: Samsung Galaxy Proclaim, Galaxy S Showcase, Galaxy Vibrant 4G, Galaxy S Captivate, vân vân. Tuy nhiên chúng ta sẽ luôn nhớ đến nó với cái tên Galaxy S. Chiếc máy bắt đầu tất cả. Tại thị trường Mỹ vào năm 2010, việc mua smartphone mà không kèm hợp đồng với nhà mạng là cực kỳ khó khăn. Thay vào đó, bạn cần đến nhà mạng cung cấp dịch vụ mạng di động của mình và mua điện thoại thông qua họ. Một phần chi phí điện thoại sẽ được đưa vào hợp đồng nhà mạng. Do đó, khá khó để xác định chính xác giá Samsung Galaxy S. Tuy nhiên, trang Android Authority xác định số tiền trung bình của Galaxy S1 sẽ là vào khoảng 399 đô la Mỹ, tương đương với 515 đô la Mỹ vào năm 2022. Đây là một con số khá thấp so với giá flagship ngày nay. Nhưng hãy nhớ rằng chiếc điện thoại này kém tiên tiến hơn nhiều và chi phí sản xuất rẻ hơn rất nhiều. Thứ hai là Samsung Galaxy S2. Galaxy S1 là một thành công lớn và mọi con mắt đều đổ dồn vào Galaxy S2 ra mắt đầu năm 2011. Chiếc máy này thậm chí còn phổ biến hơn cả Galaxy S1 và đưa Samsung vào một vị trí vững chắc ở top đầu của thị trường smartphone. Tuy nhiên, một lần nữa thật khó để mua điện thoại đã mở khóa ở Mỹ. Do đó, hầu hết người tiêu dùng thậm chí không nhận thấy rằng giá niêm yết của Galaxy S2 đã tăng đáng kể lên 549 đô la Mỹ hoặc là 686 đô la Mỹ trong năm 2022. Mức giá đã được ẩn trong hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ di động. Rất may, không lâu sau cơ quan quản lý đã buộc các nhà mạng cung cấp dịch vụ ngừng hành động này. Thứ ba, chiếc Samsung Galaxy S3. Vào năm 2012, Samsung đã trở thành ông hoàng của thị trường smartphone. Trong quý 3 năm 2011, lượng sản phẩm của họ vượt qua Apple, một kỷ lục đầu tiên xuất hiện đối với một công ty Hàn Quốc. Không ngủ quên trên chiến thắng, Samsung đã tung ra chiếc điện thoại được cho là một trong những smartphone thành công nhất mọi thời đại, Samsung Galaxy S3. Dù có bước nhảy vọt đáng kể về thông số kỹ thuật và thiết kế, giá của chiếc máy này không cao hơn nhiều so với phiên bản tiền nhiệm. Vào năm 2012, Galaxy S3 có giá khoảng 599 đô la Mỹ hoặc 734 đô la Mỹ trong năm 2022. Thứ tư là Samsung Galaxy S4. Theo thống kê thì Samsung Galaxy S4 là điện thoại Android có doanh số cao nhất mọi thời đại. Ngay cả chiếc iPhone 5S của Apple hùng mạnh, ra mắt cùng năm cũng chỉ bán được 52 triệu chiếc. Đến thời điểm này, việc mua một chiếc điện thoại mở khóa đã dễ dàng hơn nhiều, nhưng chỉ một phần nhỏ người dùng ở Mỹ chọn mua smartphone theo cách này. Do đó, nhiều người dùng ở Mỹ vẫn có thể không biết rằng nó có giá 649 đô la Mỹ, tức là tương đương 783 đô la Mỹ trong năm 2022. Thứ năm, Galaxy S5. Cho đến thời điểm hiện tại thì giá Samsung Galaxy S đã liên tục tăng lên. Năm 2014, lần đầu tiên Samsung ra mắt chiếc Galaxy S mới nhất nhưng vẫn giữ mức giá chính xác như năm trước, 649 đô la Mỹ, khoảng 771 đô la Mỹ vào năm 2022. Mặc dù mức giá giữ nguyên nhưng Galaxy S5 vẫn có được nhiều nâng cấp, bao gồm cảm biến vân tay được tích hợp vào nút Home, bộ vi xử lý Qualcomm Snapdragon 801 và camera sau 16 megapixel. Thật không may, doanh số của Galaxy S5 thậm chí còn không thể đến gần những gì mà Galaxy S4 đã làm được. Rất nhiều người dùng đã chỉ trích thiết kế của máy. Chính vì thế mà vào năm 2015, Samsung đã cải tiến hoàn toàn thiết kế của Galaxy S. Thứ 6, Samsung Galaxy S6 Series. Galaxy S6 đánh dấu lần thứ 3 liên tiếp giá Samsung Galaxy S cơ bản không thay đổi. Tất nhiên, Samsung đã loại bỏ khá nhiều thứ trên S6 như là khe cắm thẻ nhớ microSD, khả năng kháng nước và pin rời.
Galaxy S6 cũng đánh dấu lần đầu tiên Samsung tung ra phiên bản cao cấp hơn của Galaxy S. Samsung Galaxy S6 Edge về cơ bản là một chiếc điện thoại tương tự S6 nhưng lớn hơn một chút và có màn hình cong ở hai cạnh. Biến thể Edge có giá cao hơn $100 lên đến $749 hoặc là xấp xỉ $888 trong năm 2022. Không dừng lại ở đó, Samsung cuối cùng đã tung ra Galaxy S6 Edge Plus với giá $799, tức là xấp xỉ $948 ngày nay. Do doanh số bán ra thấp, Samsung đã giảm giá của Galaxy S6 xuống còn $579 không lâu sau khi ra mắt. Đây là lần đầu tiên việc giảm giá xảy ra giữa vòng đời của điện thoại Galaxy S và sẽ không phải là lần cuối cùng. Thứ 7, chiếc Samsung Galaxy S7 Series. Với doanh số đáng thất vọng của dòng Galaxy S6, Samsung cần một cú hích, đó chính là Samsung Galaxy S7 và S7 Edge. Cả hai điện thoại kế thừa những ưu điểm của Galaxy S6, đồng thời mang lại những thứ mà Samsung đã bỏ đi vào năm trước, bao gồm khe cắm thẻ nhớ microSD và xếp hạng khả năng kháng nước. Đáng tiếc, pin rời không bao giờ trở lại. Galaxy S7 đã gặt hái được nhiều thành công, với giá ra mắt từ $669 đến $699, tùy thuộc vào nơi bạn mua và thời điểm. Phiên bản cơ bản chỉ đắt hơn một chút so với Galaxy S6, tuy nhiên nó cung cấp nhiều trang bị hơn, bên cạnh những nâng cấp cấu hình như thường lệ. Tương tự như vậy, biến thể Edge lớn hơn có giá cao hơn khoảng $100, dù có doanh số tốt hơn, nhưng Samsung vẫn quyết định giảm giá giữa vòng đời cho S7 và S7 Edge. Thứ 8, Galaxy S8 Series. Vào năm 2017, Samsung đã từ bỏ thương hiệu Edge, thứ có vẻ dễ gây nhầm lẫn cho người mua. Thay vào đó, hãng đã tung ra Samsung Galaxy S8 và S8 Plus. Cái tên Plus dễ cho người dùng nhận biết đây sẽ là phiên bản to hơn và do đó có giá cao hơn. Dòng Galaxy S8 đại diện cho một sự thay đổi lớn về thiết kế của dòng Galaxy S. Lần đầu tiên, cảm biến vân tay di chuyển ra mặt sau của điện thoại, từ đó cho phép Samsung trang bị màn hình lớn hơn và viền mỏng hơn trên mặt trước. Sự thay đổi lớn đó hẳn là một trong những lý do đã khiến Samsung tăng giá lên $749. Tuy nhiên, mọi thứ có vẻ đã diễn ra ổn thỏa vì Samsung không giảm giá những chiếc máy này vào giữa vòng đời của chúng. Thứ 9, Samsung Galaxy S9 Series. Về mặt thiết kế, Galaxy S9 không có nhiều khác biệt với thế hệ tiền nhiệm. Thay đổi lớn nhất là cảm biến vân tay phía sau được di chuyển xuống dưới camera. Galaxy S9 Plus có thêm một camera sau, lần đầu trên Galaxy S. Có thể vì sự giống nhau này, Samsung đã giảm giá một chút so với thế hệ Galaxy S8. Thế hệ Galaxy S9 có giá từ $719 đến $839. Thứ 10, Samsung Galaxy S10 Series. Với dòng Galaxy S10, Samsung đã tung ra 4 mẫu điện thoại. Hai phiên bản chính vẫn giữ nguyên như trước, Samsung Galaxy S10 và S10 Plus. Chúng có giá lần lượt là $899 và $999. Samsung cũng tung ra một mẫu máy nhỏ hơn, rẻ hơn, được gọi là Galaxy S10e, có giá là $749. Sau đó thì họ ra mắt Samsung Galaxy S10 5G, là tiền thân của Galaxy S20 Ultra, có giá đến $1,299. 11 là Samsung Galaxy S20 Series. Với dòng Galaxy S20, Samsung đã từ bỏ phiên bản E. Khi ra mắt thì chiếc Galaxy S20 rẻ nhất có giá là $999. S20 Plus có giá khởi điểm là $1,199. Đặc biệt, Samsung Galaxy S20 Ultra có giá vượt trội hơn hẳn là $1,399. Thậm chí S20 Ultra còn có mẫu $1,599 với RAM và bộ nhớ dung lượng cao hơn. 12. Samsung Galaxy S21 Series. Vào năm 2021, công ty đã sửa chữa sai lầm khi đặt giá S20 Series quá cao bằng cách giảm đáng kể chi phí cho Galaxy S21 Series. Chiếc Galaxy S21 rẻ nhất có giá khởi điểm là $799. Mức giá đó mang lại cho bạn bộ vi xử lý Qualcomm Snapdragon 888 mạnh mẽ hoặc Exynos 2100. Nó cũng mang đến hệ thống 3 camera sau, một lượng RAM và bộ nhớ rất ổn và thiết kế mới trông khá sang trọng. Chiếc Galaxy S21 có mặt lưng bằng nhựa thay vì kính như hai phiên bản cao cấp hơn. Dù vậy thì chất lượng nhựa trên Galaxy S21 được đánh giá là rất tốt. Với Galaxy S21 Ultra, Samsung đã có thể giảm giá $200 so với S20 Ultra, chỉ $1,199. Và 13 là chiếc Samsung Galaxy S22 Series. Vào năm 2022, Samsung đã không tăng giá cho dòng Galaxy S mới nhất. Samsung Galaxy S22 có giá bắt đầu từ $799, biến thể Plus bắt đầu từ $999 và biến thể Ultra bắt đầu từ $1,199. Một lần nữa, hầu hết mọi người đều có thể tìm một chiếc điện thoại phù hợp với túi tiền khi họ nhắm đến dòng flagship này.
Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là Samsung không thực hiện thay đổi nào. Ví dụ S22 Ultra giờ đây giống Note 22 Ultra hơn. Nó trông giống như một chiếc Note có bút S Pen và không có thiết kế giống như hai bản Galaxy S22 còn lại. Ngoài nâng cấp cấu hình, Galaxy S22 và S22 Plus hầu như không thay đổi về thiết kế với năm 2021. Tuy nhiên thì Galaxy S22 đã có mặt lưng bằng kính. Đây là một nâng cấp tuyệt vời so với S21. Nói tóm lại thì với thế hệ Galaxy S22 mới nhất thì dòng flagship chủ lực của công ty Hàn Quốc đã đi được chặng đường tới 13 năm trời. Cũng có thể coi là một trong những series điện thoại lâu đời nhất trong thế giới Android cho đến bây giờ. Đối với anh em thì phiên bản Galaxy S nào được đánh giá cao nhất? Hãy cùng để lại chia sẻ ở phía bên dưới nhé. Cũng đừng quên là hãy bấm like và subscribe để ủng hộ cho Maxkill. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.